Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần đã trôi qua và không biết là câu chuyện của tuần trước chúng ta đã tạm thời dọn dẹp cảm xúc để có thể đón nhận thêm câu chuyện của tuần này hay chưa. Chúng ta cũng không biết rằng là mỗi tuần ở đây một câu chuyện được bày biện ra thì nó sẽ là một cái câu chuyện nặng hay nhẹ, vui hay buồn, bi hay hài. Bởi vì chỉ khi nào mà nhân vật khách mời của chúng ta lên tiếng thì chúng ta mới biết được câu chuyện đó như thế nào mà thôi. Ngay cả người dẫn chuyện, người lắng nghe ngồi ở đây là mình thì mình cũng thực sự không có biết được câu chuyện đó là gì. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, con chào cô. Wow, con chào cô. Rồi mời con giới thiệu với quý vị khán giả nè. Con chào mọi người, con tên là Xuân My và năm nay con 18 tuổi. Dạ. Rồi vậy thì hiện giờ công việc của mình là mình đi học hay là mình đã đi làm rồi? Dạ, con đã đi làm rồi. Và công việc hiện giờ của con là làm KOL, làm về mạng TikTok là nhiều nhất. Content của con thì con sẽ hay đi quay, nhảy và bắt trend và quay những cái vlog nhỏ nhỏ mỗi ngày. Vậy thì cái cơ duyên mà mình kết nối với cô để mình xuất hiện ở chương trình này là một ai đó xúi mình, một ai đó kêu mình là lên đây đi, gặp cô Nhi A đi, hay là bản thân con mong muốn sẽ được ngồi ở đây cùng với cô trong tuần này để kể về câu chuyện của mình? Dạ là con muốn ngồi ở đây và con thực sự là muốn kể cái câu chuyện của mình. Con nghĩ rằng là cái câu chuyện của con sẽ có rất là nhiều bạn gặp phải. Bạn sẽ giống con và có thể bạn sẽ đang mắc kẹt giống con. Cho nên là con muốn lên con chia sẻ và con muốn cho những bạn đó thấy được rằng là con đã từng bị nặng như thế nào và con có thể vượt qua được. Mấy bạn đó cũng có thể làm được. Con muốn bắt đầu vào năm mẹ con mất hết tất cả. Năm đó con mới có học lớp 5 thôi. Cái em bé lớp 4, lớp 5 của thời điểm đó hình dung gia đình của mình, mẹ mình sẽ phải có những cái sự khốn khó như thế nào? Lúc đó con hình dung là gia đình rồi, gia đình của mình rồi sẽ như thế nào? Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Dạ, con hình dung là mình sẽ không được học hết cấp 3. Nếu mà thực tế vào thời điểm đó con sợ là con nghỉ học sớm quá, bạn bè của con sẽ nhìn vào và sẽ soi mói con. Con bị sợ những cái đó cho nên là con không muốn nghỉ học. Lúc đó gia đình của con có những thành viên nào? Dạ, con có một chị nữa. Một chị? Chị con lớn con 2 tuổi. Là khoảng lớp 6. Dạ, dạ đúng rồi. Có với mẹ. Dạ. Rồi, còn ai trong gia đình mình nữa không? Dạ không. Là nhà có ba mẹ con? Dạ, mẹ con là sinh rồi mâm nuôi con và chị con từ cái lúc mà còn đỏ hỏm tới bây giờ luôn. Con có biết ba của mình? Về cái ký ức hồi xưa về ba con á, thì ba con có về thăm con. Con có nhớ ba con, nhưng mà trong ký ức của con, ba con không tốt. Em Hôm, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Vì đánh đập mẹ con, rượu chừa gái gú, tiếc tiền với vợ con mà lại đi bung tiền cho ngoài xã hội. Xong rồi tiếc cái chai thuốc bổ 70 ngàn mà còn tiếc cho con nữa. Xong rồi mẹ con mới đẻ 2-3 tháng. Xong rồi bắt mẹ con là ôm con đi sinh đi. Mà mẹ con á là sống là người đàng hoàng, cũng kiểu như là cũng có một cái sĩ diện riêng. Và mẹ con khổ thì khổ nhưng không bao giờ cho con thiếu đồ ăn ngon, không bao giờ thiếu quần áo đẹp. Mà ba con lại muốn mẹ con làm điều đó, mẹ con không chịu. Và đó là mẹ con gửi con đi vào, lúc đó con mới có 2 tháng tuổi thôi, mà ở Đà Lạt mẹ con phải gửi con sang một cái bà vú một ngày, vào thời điểm đó là 5.000 một ngày hay là 5.000 một tháng con cũng không nhớ. Mà mẹ con từng kể gửi cho bà, xong rồi 2 tháng là mẹ con phải đi dầm mưa bán số để kiếm tiền nuôi con. Thế rồi sau đó thì sao? Thì cái vào khoảng thời gian lớp 4, lớp 5 là thông báo là bán đất, là lúc đó mẹ con cũng chưa hoàn toàn là mất trắng đâu. Chỉ mới tầm 40-50% thôi. Xong rồi cái mẹ đi làm hơn 1 năm mẹ không về thăm con. Con đi cùng với chị con, hai chị em về ở với ngoại lên lớp 6. Con xin ngoại là dắt con đi lên về Đà Lạt thăm mẹ, tại vì một năm rồi chưa gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm. Thì lên vào cái thời điểm đó thì mẹ con là mới thật sự mất hoàn toàn. Con nhớ vào thời điểm đó luôn, mẹ chuyển ra nhà trọ, đồ đạc mọi thứ nó bị mất hết một nửa luôn. Mẹ đi đêm nhiều,
Bình thường là con gặp mẹ là mẹ sẽ rất là hay dắt con đi công viên chơi, mua đồ chơi cho con. Tại vì mẹ rất là hay cưng con những cái đó. Nhưng mà vào thời điểm đó con lên mà mẹ đi làm suốt à. Mẹ đi làm từ sáng cho tới 1-2 giờ đêm mẹ mới về. Nhưng mà lúc mà mình lên thăm mẹ đó thì mẹ đi làm suốt, thì lúc đó mình có biết công việc của mẹ là gì không? Dạ biết, con biết, con chỉ nghĩ mẹ đi lấy nợ. Là đúng là thời điểm mẹ đi lấy nợ. Mẹ nghe nói là mẹ đi tới những cái chỗ đó mẹ lấy nợ, nhưng mà người ta không có. Người ta không có để người ta đưa cho mẹ con, họ trốn luôn. Lúc đó là con nhớ 1 giờ đêm mẹ mới về, mẹ đi vô. Lúc đó mẹ mới khóc ròng rã với ông bà ngoại luôn. Là ba mẹ ơi, con mất hết rồi. Giờ con không biết phải làm sao hết, con mất hết rồi. Ông bà ngoại cũng hơi chết đứng một tí. Tại vì nghĩ là mẹ con rất là tốt đẹp luôn. Khi mà mẹ con khổ ra con xong á, là thời điểm mà mẹ con đã bắt đầu là làm ăn rất là có. Vừa có xong được mấy năm thôi là bắt đầu rớt về con số 0. Sau đó thì mẹ vẫn ở phòng trọ đó tầm 1 tháng. Lúc đó mẹ bị stress nặng quá, mẹ khóc quá trời luôn. Con nhìn mẹ với hình dạng là nằm trong tối, mặt mày xanh xao xuống. Bình thường là mẹ con rất là đẹp á, rất là hay diện. Và đối với mắt mẹ con lúc đó là con thấy mẹ con xinh lắm. Người phụ nữ mà trong thời điểm người ta họ tự lập kinh tế, họ rất là tự tin. Nhưng mà khi người ta mất rồi á, xề xòa. Nhìn mẹ con vào thời điểm đó và con hiểu rằng mẹ con đang bị áp lực. Lúc đó mẹ con bán hết những cái đồ dụng trong nhà, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bán hết luôn. Lúc đó con buồn lắm, con nói sao bán hết vậy mẹ. Kêu là thôi đi nơi khác sống con à. Mẹ không sống đi được. Và mẹ con đang bị đặt nặng cái vấn đề đồng tiền. Lúc đó mẹ con vừa mất một người mà vừa có tất cả nhiều, mà tự nhiên mất một cái lại muốn lao vô đi kiếm tiền liền. Là đó là áp lực rồi chứ không phải là làm việc nữa. Lúc đó là mẹ bị áp lực nhưng mà mẹ chưa có bộc lộ nhiều ra. Mẹ chỉ là buồn, rầu, rồi núp mình vô một góc thôi. Chứ mà để bộc lộ lâu ngày ra thì vào cái thời điểm con về con bắt đầu con đi học. Cái tính của con là rất là cá biệt á. Con đi học con về là con không có chịu đi về đúng giờ, con còn đi chơi nữa. Xong đâm ra mẹ đang áp lực tiền nữa, mẹ đánh con. Một ngày chắc con ăn chắc 2-3 trận đòn là bình thường. Là lúc đó con ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ không, lúc đó con về lại Phú Yên mẹ rồi. Mẹ có về lại Phú Yên với con dạ không? Dạ có. Vào thời điểm đó con hơi quậy một xíu. Con hay hư á, xong giờ con nhích một xíu thôi là mẹ cũng đánh con nữa. Mà mẹ đánh con là mẹ như một con người khác vậy. Mẹ rất là, mẹ đánh con rất không là... Không kiểm soát. Dạ đúng rồi, đánh con lằn tay. Giống như là nhiều lúc con còn phải đem cái mặt lằn đi học luôn. Cảm xúc của con trong mỗi cái trận đòn mà mình hưởng từ mẹ là cái gì mi? Con chỉ cảm thấy mẹ không hiểu cho con. Lúc đó mình có oán giận mẹ không? Con giận nha, con giận lắm. Con biết là mẹ không có cái ý đó. Nhưng mà là mẹ lại không ngọt ngào với con. Con là một đứa rất là thích ngọt. Và con muốn chia sẻ và nói chuyện với con từ từ. Nếu như mà đánh đập con như vậy á, là con sẽ sinh ra cái oán hận. Chứ con không có nghe lời đâu. Mẹ là chị con mình thích lâu lâu cứ dắt chị đi chơi rồi cứ bắt con đi học bài gì đó. Đó là cái cách phạt mẹ dành cho con. Con không có nói chuyện với ai luôn. Đi học về là con cảm giác như là con không muốn gặp mẹ với chị. Tại vì trong nhà lúc đó là ông bà con về lại Đà Lạt ở. Còn cái nhà đó là con với mẹ ở đó, với ba mẹ con là ở đó. Lúc đó con có mong muốn gì? Con chỉ mong muốn là mẹ đừng đánh con nữa. Mẹ hiểu con hơn một xíu. Có một ngày mẹ đánh con đến mức mà con nhớ cái cảm giác đó luôn. Trốn như hóc. Là khi mà con trốn như đó là mẹ sẽ không đánh con được nữa. Tại vì góc có xíu vậy nè. Là con chung như chổng là con ngồi dù mẹ có chọt cây mẹ quýnh mà cũng không được. Xong mẹ mới kêu con ra. Mẹ phạt con để con xin lỗi. Bắt đầu tự nhiên lúc đó con bị khóc biến lên. Con khóc biến liên tục 2-3 tiếng mà con không ngừng được. Con không kiểm soát được. Lúc đó là mẹ con mới sợ là con bị cái gì. Rồi bắt đầu mẹ mới bình tĩnh, mẹ trấn an con lại. Nhưng mà lúc đó mẹ vẫn bảo thủ riêng của mẹ. Mẹ cũng chưa thật sự hiểu là con đang gặp cái vấn đề gì đâu. Nó hơi tâm lên một xíu. Là lúc mẹ con đẻ con ra xong mẹ con có lỡ phá thai em con, hai người. Cái năm đó là năm tuổi con, 2017. Con biết là về cái chuyện tâm linh không phải là ai cũng tin. Nên con
kể cái câu chuyện con ra, con cũng không bắt là ai tên con, nhưng câu chuyện này của con là 100%. Năm đó em con cũng tìm về. Cái lúc mà mẹ con phá em con đi và cầm cái xác thai nhi về để chôn á, con đâu hề biết, lúc đó con còn nhỏ mà. Em con lại chính về nó là tại sao mẹ lại chôn con như vậy. Với chó mèo bới lên xé tan tành cái xác của con ra. Nói nếu như mà nói thẳng vô là em con vào nó, con nhập vào con. Dạ, nó con không biết cô tin không, nhưng mà chuyện này đã có thiệt. Còn một đứa đầu thì kêu rất là thương con, đi theo bảo vệ cho con. Hôm năm ra con bị khủng hoảng tâm lý, con thấy những thứ không cần nên thấy. Xong rồi con mới tạm dừng cái chuyện học của mình. Sao mẹ cũng không có tiền, mẹ cũng tạm dừng lại công việc hiện tại luôn. Năm đó mình bao nhiêu, mình học lớp mấy? Dạ, đang giữa trường lớp 6. Là con nghỉ học? Dạ, con nghỉ học, kiểu như con không phải nghỉ hẳn, mà con tạm thời con xin nghỉ. Con nghĩ là mình xin nghỉ 2-3 tháng thôi, nghỉ học còn vô chùa con ở. Mà tự nhiên lúc đó con lại thích vô chùa ở. Con rất là thích nghe kinh, và con rất là thích đọc kinh và học thuộc chú Đại Bi luôn. Con ăn chay, ăn chay và ở cùng chơi với tất cả các ni cô và chú Tiểu, hai mẹ con cháu. Tuy nó không có tiền, nhưng mà con cảm giác đó là lần đầu tiên mẹ con nhẹ nhàng với con nhất luôn. Con ở trong chùa xong rồi bắt đầu vào cái chuyện học. Là con đang vẫn ở trong chùa nhưng mà con muốn đi học lại, thì con kêu mẹ con chở con về đi. Thì con mới kêu mẹ về, xong bắt đầu con mới đi học thử. Con nói thiệt là trong cái khoảng thời gian mình điều trị bệnh đó, con không có một cái kiến thức gì vô đầu hết. Mà vừa lên tới nơi kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút liên tục luôn. Đó, con đã bắt đầu đỡ rồi, con mới không chịu được. Con mới suy nghĩ, con về con nói với mẹ là vậy nè, thôi mẹ ơi, con cảm giác như là con không học nổi, con không học được nữa. Thì mình không nên phí tiền. Nếu như mà bây giờ con học được, con cố gắng được, thì con sẽ nói với mẹ con để mẹ con sẽ cố gắng lo cho con. Nhưng mà con học không được nữa thì coi như mẹ đóng tiền phí. Thôi con nghĩ để chị hai đi học đi, chị hai học thêm 1-2 năm nữa, được nữa thì chị hai cứ học. Con nghỉ học, con với mẹ vẫn vô chùa ở lại một cái khoảng thời gian sau là gần 1 năm. Trong khoảng thời gian giữa năm 2018 là con mới bắt đầu tâm lý con ổn lại, mẹ hiểu con hơn và mẹ chia sẻ tâm lý cho con hơn. Con nghỉ học là con đi học tóc, lúc đó con mới có 14-15 tuổi à, đi làm đợt phụ mà được khách thương là chính. Khách lại cảm thấy là nhỏ mà đi làm như vậy người ta họ thương, cho nên là con đi làm mà lâu lâu con cũng được tiền bo mỗi ngày mấy chục á. Và thời điểm đó mấy chục đối với con cũng lớn rồi. Lần đầu tiên mình vừa nghỉ học một cái mình kiếm được tiền, mà hồi trước xin mẹ mua cái áo 60.000 thôi còn cảm thấy là nó bự, mà bây giờ là mỗi ngày mình cũng đều cầm mấy chục ngàn về phụ cho mẹ á, là con cảm thấy rất là vui luôn. Thì lúc đó mẹ mới cảm thấy mẹ hơi đỡ hơn một xíu. Con ở với mẹ hết vào năm 2018-2019, đón mẹ hai cái Tết ở Đà Lạt. Mẹ mới ngồi mẹ nói con: My ơi, mẹ không biết sao nữa, mẹ cũng rất là muốn sống ở đây, nhưng mà mẹ buồn quá à. Đi đâu hay làm gì á, đều thấy những cái thứ mà hồi xưa diễn ra. Thôi bây giờ con xuống Bình Thuận ở với mẹ nha. Con không chịu, hồi lúc đó con không chịu đâu. Con bức rứt lắm. Lúc đó con chỉ ưu tiên cái cảm xúc mà là con bức rứt, con khó chịu. Con tới một cái thành phố xa lạ không quen biết ai, rồi giờ cuộc sống mẹ cho về đâu, rồi giờ con phải làm cái gì đây. Lúc đó con chỉ có một suy nghĩ là mình không mặc được áo dài, mình không học hết cấp 3 thì mình không thể nào mà mình thực hiện cái đam mê của mình hết. Con rất là đam mê. Có một cái đam mê riêng của con là con muốn học hết cấp 3, và con rất là thích nghệ thuật. Con muốn bộc lộ mọi thứ của con ra, nhưng mà không được nữa. Là coi như xong. Dạ. Một đời. Thế thì khi con xuống Phan Thiết thì cuộc sống ở đó như thế nào? Dạ, mới xuống một tháng con không chịu ở nhà, con trốn đi Long An. Con nói con đi chơi, mà con dự định trong đầu con vào thời điểm con đi á là xuống dưới là con sẽ ở đó và con làm. Tại sao con lại là Long An mà không phải là chỗ khác? Con quen bạn con, bạn của con ở dưới, xong rồi con muốn đi chơi xa. Xong rồi cái lúc đó là nó 16 tuổi thì con hơi hiếu kỳ một xíu, rồi về Long An như thế nào. Con chỉ nghĩ mình đi làm xa với một tâm thế vui,
không có nghĩ là mỗi ở trước nó áp lực như thế nào. Chị nghĩ là vui xuống đó thoải mái, thử cái cảm giác xa nhà xa mẹ nó như thế nào, con đâu biết xuống dưới là cực khổ gì đâu. Thế thì con đi Long An. Dạ. Con làm gì ở Long An? Con đi bưng cà phê. Mẹ có biết không? Dạ biết. Lúc mà con xuống vào gần Tết luôn, mẹ gọi mẹ hỏi con: ủa My, sao con không về con ăn Tết vậy? Kêu dạ mẹ, sao con đi làm. Lúc đó con nói chuyện điện thoại mẹ 5 tiếng luôn á. Con xin mẹ, con mẹ con khóc quá trời. Ủa sao con đi làm con không nói với mẹ? Mẹ lo lắng, mẹ không có muốn đâu. Nhưng mà con năn nỉ mẹ, con thuyết phục với mẹ từ từ. Ở đây là mẹ tạm chấp nhận trước mắt là như vậy thôi. Chứ thật ra trong tâm của mẹ, mẹ vẫn có suy nghĩ mỗi ngày rằng là cho nó đi nó chán, rồi nó sẽ về. Nhưng mà thực chất là không, con đã quyết tâm tới mức như vậy rồi. Đi bưng cà phê mà con cũng có rửa ly nữa. Lúc đó con có chút xíu à, mà ốm nữa. Mà người ta họ nói nặng nói nhẹ bưng cà phê bị buồn á cô. Con bưng một tháng, con nghĩ con không làm nữa. Con nhận ra với 2 triệu mốt tiền lương. Con kinh doanh online, con bán quần áo. Ban đầu bán quần áo cũng hơi khó khăn với con lắm. Khách cũng chuyện tụng dữ lắm cô. Tại vì con đâu có biết cái mặt hàng nào con bán. Con cũng chưa có qua ai dạy gì hết. Mình chỉ suy nghĩ lấy có tiền á, nhập vốn về bán, đang thích cái mẫu nào thì cố gắng tìm lấy về mà bán, mà đâu có biết được cái chất vải và như thế nào và khách như thế nào và cách giới thiệu như thế nào. Con cứ suy nghĩ đăng bán làm khùng làm điên vậy đó, lỡ người ta họ yêu quý hay là mến họ mua, xong rồi mình ấy đó. Nhưng mà con cũng không ngờ là mọi người ủng hộ con trong 2 năm 2020-21. Con sinh sống và con làm việc và bằng người bán hàng online và tự chủ động kinh tế của con vào 2 năm đó luôn. Coi như là mình đã tự nuôi sống được mình. Dạ. Thế thì những vết sẹo trên tay của con nó là cái gì? Tất cả cũng vì tiền là nhiều. Giống như con cảm thấy con là cái bản sao chép về sau của mẹ con. Con đã hiểu được cái áp lực tiền bạc mà trước đây mẹ đã phải đối diện. Dạ. Trong cái lúc mà con mệt mỏi, con mệt mỏi quá, con chỉ muốn là mình biến mất khỏi cái cuộc đời này thôi. Lúc đó là lần đầu tiên là con làm lên những cái vết sẹo nhỏ của con á. Điều gì làm cho con rất mệt vào lúc đó? Tình yêu, tiền bạc, sự cô đơn? Dạ, nó cả hai. Vào trong thời điểm dịch bùng nặng vào 2022 thì con có một mối quan hệ, nhưng mà con sao đối với con độ tuổi lúc rất là nhỏ, con cảm thấy mối quan hệ đó nó tạo cho con cái sự áp lực đồng tiền còn hơn. Vì người ta hơn con nhiều. Con ở đây là một cái vị trí khác, người ta là một vị trí khác. Và con quen con không sống đúng với sự tuổi thật của con. Lúc đó con mới có 16 tuổi thôi, mà con phải sống trong danh phận là 20 tuổi. Con tự khai với người ta là dạ con 20 không, tuổi. Con chưa có cái sự chuẩn bị. Phải sao ta xạo rằng là mình là người học một cái trường. Ai khai và ai tạo cho con rất nhiều thông tin giả? Người bên kia. Bạn vì sao? Đi cùng. Bạn đi cùng. Vì gia đình của bạn. Bạn khai như vậy để qua mặt được gia đình của bạn. Dạ, tại vì gia đình của bạn nói chung là đều muốn chọn cái số 9, số 10 chứ không bao giờ muốn chọn số 6, số 7. Con thì con biết vào thời điểm đó là mình thua người ta cái gì và mình như thế nào, nên con cũng không đủ tự tin để mình lên tiếng. Chỉ người ta giao cái gì thì mình phải nhận cái vai đó. Dạ. Và phải cố gượng trong cái vai đó. Dạ. Thế thì khi mà con bắt đầu cảm thấy nó quá áp lực và con tìm đến cái khoái cảm bằng cái việc tạo ra những cái vết thương cho mình. Dạ đúng rồi. Thì bạn kia có biết không? Quen bạn đó thì con chưa có cái cảm giác, con chưa có bộc lộ cái tính đó nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu bước ra mối quan hệ đó, xong con lại bắt đầu tiền bạc của con nó hơi bị lục đục. Tiền để dành của con nói chung là nó cũng không có ok hết. Cho nên là đâm ra con bị áp lực quá. Nó dẫn đến là mỗi khi mà con rạch lên người con chảy máu ra thì con cảm thấy rất là thỏa mãn. Con không có nghĩ là mình thẹo, mình xấu gái gì đâu. Hiện tại ngay bây giờ con nhìn con mắc cỡ nè, con cảm thấy là rất là muốn che nó nè. Mà giờ mình chấp nhận thôi, mình làm mà. Giờ mình đâu có than được. Con ước gì lúc đó là mình đừng có như vậy nữa. Vậy thì con cũng chưa ổn. Khi nào mà con nhìn vô con hiểu rằng là cái chặng đường mình đi qua nó không vậy á. Và con bình an khi con nhìn những cái vết sẹo này thì con mới ổn. Bây giờ con vẫn còn chưa chấp nhận bản thân mình mà. Đến thời điểm nào thì cái việc ngưng làm đau bản thân nó mới được con dừng lại? Vào thời điểm khi mà con bắt đầu tự tin, ăn mặc đẹp lên và mình chơi TikTok,
xong bắt đầu được mọi người chú ý, mọi người khen, con mới cảm thấy là nó cũng là một cái động lực để mình, để cái vui, con đã tìm được cái vui trước mắt mình rồi nên con đánh vào đó để con làm cho bản thân mình càng ngày càng đẹp lên. Xong rồi con quên nó đi và con ưu tiên bản thân mình hơn là bây giờ phải đẹp, không có được làm những cái điều đó nữa, làm nữa mẹ sẽ buồn, mẹ sẽ đau, chứ không ai đau hết. Là con suy nghĩ như vậy. Ngưng lại. Dạ, là nên con mới ngưng lại. Mẹ con phản ứng thế nào khi nhìn thấy những vết sẹo của con? Mẹ con đơ ra. Mẹ, con đi Sài Gòn về là mẹ thấy luôn. Con giấu trong Sài Gòn con bị như thế nào con không nói với mẹ con. Con giấu hết. Nhưng mà khi về lấy cái tay ra, cái tay con bị làm sao vậy Mi? Bắt đầu mẹ hoảng lên. Cái ánh mắt của mẹ giống như bên trong là nó đau quá. Con thấy rõ nó đau bên trong nhưng mà mẹ nói không được. Con mới nói thôi mẹ, giờ con lỡ qua rồi mẹ đừng nhắc lại. Con muốn nói lại con buồn lắm. Là mẹ không nói nữa. Nhưng mà tới một cái thời điểm á, là mẹ sẽ muốn ngồi xuống và tâm sự với con. Mẹ hỏi là con gặp chuyện gì con kể cho mẹ nghe đi. Bắt đầu con kể hết. Mẹ nói một câu: con như vậy là con giỏi lắm rồi, mẹ rất là tự hào về con. Mẹ thấy người con như vậy mẹ chịu không có được. Tại vì con biết trên người con là quá nhiều. Cái điều đó cũng là lớn nhất để con ngưng lại cái hành động đó. Nên là con không có làm nữa. Năm nay con 18 tuổi. Dạ. Và những gì con trải qua nó có thể tương đương với dung lượng của một cái người 30-40 tuổi, thậm chí là hơn. Những gì con đã trải qua và con kể ở đây cho mọi người nghe, thực sự nó quá sức để phải cover được với một cái cô bé có tuổi đời 18. Và điều đó nó vừa có cái lợi và nó vừa có cái hại. Cái hại ở đây là nó quá rõ rồi. Con bị một cái tâm hồn nó chi chít vết thương. Con có những cái trải nghiệm nó thực sự rất là tệ. Để mình bị, có thể là mình bị méo mó về niềm tin, mình bị hoài nghi về cuộc sống. Thậm chí là nhiều khi là mình cũng có cả những cái sự gai góc không cần thiết của một cái cô gái 18 tuổi. Nhưng mà cái lợi của nó đó là trải nghiệm mình nhiều. Mình đi qua giông gió rồi thì sức đề kháng của mình nó cao. Con ngộ ra được những cái điều mà không phải bạn nào 18 tuổi cũng ngộ ra được. Nhưng mà những chuyện con cần phải làm nó nhiều lắm. Con vẫn đang tìm thấy cái niềm tin dựa trên những cái điều nó rất là bề ngoài. Ví dụ như là sự vỗ tay của người khác, cái lời khen của người khác dành cho con. Nhưng mà con biết không, những cái đó nó không có bền vững. Cái mà giúp con bền vững để con tự tin hơn theo đúng cái điều mà con mong muốn mà cô chia sẻ đó, đầu tiên nó phải nằm ở trên cái kiến thức mà con có. Cái kiến thức ở đây không có nghĩa là con phải đến trường học. Cái kiến thức đó nó sẽ được con tiếp thu bằng con đường tự học nè. Bằng việc con đọc nhiều hơn, đọc những cái điều nó đúng đắn, nghe nhiều hơn những điều đúng đắn. Hai đó là con phải có một cái chuyên môn. Cái chuyên môn đó phải là một cái nghề nào đó mà dù cho kênh TikTok nó có bị sập, con vẫn có cái nghề của con thì con mới có được sự tự tin. Mi có thể tính với mẹ, Mi có thể tính với chị để hai người họ hỗ trợ mình coi là bây giờ nghề nào nó hợp với mình. Rồi. Vẫn cứ tiếp tục đẹp, vẫn cứ tiếp tục tự tin, vẫn cứ tiếp tục sống một cách rất là tử tế như thế này. Nhưng mà đừng quên bồi cho mình cái kiến thức mỗi ngày, bồi cho mình một cái nghề nghiệp ổn định. Thì cô nghĩ đó là những cái việc mà cô muốn nói với con và cô muốn là con sẽ thực hành trong tương lai. Dạ, thế thôi. Dạ, cảm ơn cô. Con chỉ muốn nói là mọi người hãy cứ bình tĩnh và giải quyết mọi thứ. Đừng có phải làm những cái hành động như con hay là suy nghĩ tới là mình sẽ biến mất trên khỏi cái cuộc đời này. Tại vì khi mà mình suy nghĩ như vậy á, ba mẹ mình sẽ là người đau và những người bên cạnh mình sẽ là người đau. Mình biến mất mất không phải là mình hết đâu. Mọi người còn ở đây mà, và mọi người sẽ bị đau lòng nếu như mà mình biến mất. Nếu như ngày hôm nay mấy bạn thấy mệt quá hoặc là anh chị thấy mệt quá thì cứ đi ngủ đi. Đi ngủ đi, tắt hết hoạt động luôn á, tắt hết luôn điện thoại luôn. Ngủ đi, mở nhạc lên một cái bài yêu thích nhất. Con thì con hay nghe những cái bài mà không nghe tiếng lời luôn. Con chỉ nghe nhạc piano, tiếng gió, tiếng cây. Nghe những cái đó là mình cảm thấy không có tiếng người mà rất là thoải mái. Mình thả mình tâm trạng như đó, mình cũng có thể khóc luôn. Mình đặt đồng hồ khóc 30 phút là đúng 30 phút đứng dậy, lau mặt ngày mai tiếp tục với công việc. Không có gì mà tệ hết mà để mình phải biến mất khỏi cuộc sống này. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta vẫn thường nói là chuyện lớn hay chuyện nhỏ phải tùy người. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng khó hình dung được cái trải nghiệm của một bạn 18 tuổi nó như thế, đúng không? Thôi thì hãy lấy lời của Mi để chào tạm biệt nhau vậy. Mệt quá thì đi ngủ với mọi người. Ngủ một cách chánh niệm là tắt điện thoại. Hãy thực sự ngủ
thả lỏng để tái tạo lại năng lượng, bởi vì bình tĩnh đi rồi kiểu gì cũng có cách để giải quyết. Chúc mọi người một đêm thật là ngon giấc để có đủ năng lượng ngày mai tiếp tục làm tốt bài tập của riêng mình. Chào tạm biệt nhau, cùng chúc nhau ngủ ngon và hẹn gặp lại sau một tuần nữa với Ai Cũng Có Chuyện. Tạm biệt. Bình Chánh khúc nào em? Dạ em ở Bình Chánh, ở thị trấn Tân Túc ạ. Rồi mình làm cô giáo mà mình sinh năm 9 mấy vậy bé? Không, em sinh năm 88. Sinh năm 88 hả? Dạ. Rồi ok. Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em á, em là một đứa vui vẻ, tự tin, tự lập, chủ động và chân thành. Trang ơi. Rồi điểm yếu là gì? Em dễ buồn á, dễ buồn hoặc là nhạy cảm. Thì em cảm xúc của em dễ bị ảnh hưởng bởi người khác á. Rồi em được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Dạ em được chắc tầm 2 cho tới 3. Lý do chia tay là đơn giản là vì em có lẽ lúc đó còn trẻ chị, cũng chưa hiểu biết gì nhiều, nên thành ra nhiều khi mâu thuẫn đó, rồi cái im lặng kéo dài rồi mình chia tay. Dạ, khi có những cái không phù hợp. Rồi em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đang đi làm đúng không? Dạ phải ạ. Rồi thôi cố gắng nói nhanh làm chị xíu ha. Dạ. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em thích cao từ 1m7 trở lên hoặc 1m68 cũng được. Còn công việc thì em thích một người mà điềm đạm, trưởng thành, có công việc và thu nhập ổn định, không có lông bông, cái kiểu như mình trưởng thành tí xíu, chững chạc, điềm đạm. Rồi anh nói ly hôn được không em? Dạ được, không sao ạ. Rồi dễ quá ha, gia đình em đồng ý không? Em chưa nói gia đình chị. Trời ơi. Dù như em thì nếu mà có ly hôn cũng được không sao, nhưng mà quan trọng là cái người đàn ông có tính cách như thế nào. Em quan trọng về cái tính cách và cái đạo đức nhiều hơn. Rồi ok, điểm em không thích là người đàn ông là gì? Sự không tự lập và không có trách nhiệm. Rồi ok, chị hỏi, chị xin lỗi nay, nhưng mà cái này tại chị nhìn không rõ, nhưng mà răng em là có vấn đề gì không? Dạ có ạ. À, đâu có gì đâu. Anh là bình thường hả, có bị gì không? Dạ không, răng này như thế này ạ. Ok đủ răng đúng không? Dạ. Em có ca hát gì được không? Dạ có ca hát được, nhưng mà từ khi em dạy mầm non giọng em yếu hẳn ra nên em không có ca nổi. Trời ơi, vô la hét tụi nó lắm hay sao mà yếu hẳn ra? Dạ không có la hét, nhưng mà do mình làm nhiều á chị, số lượng bé nhiều á, mình nói la hét cũng là một phần số lượng bé đông á, công việc á, nên thành okay. Ra sử dụng giọng nói rất là nhiều á. Rồi ok em. Rồi nếu mà được chọn thì chắc chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha, rồi trao đổi thêm nha. Rồi cảm ơn em. Em chào chị ạ. Ok, mình nhìn thẳng vô camera điện thoại ha, tại vì chương trình có quay lại cái đoạn clip ngắn của mình á. Rồi mình đầu tiên giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi. Rồi, mình tên là Bùi Thị Minh Thư, mình quê mình ở Hải Phòng. Mình sinh năm 1980, hiện tại là mình đang làm phụ quán ở dưới Tân Bình. À, là làm ở trong Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi, mình làm trong Sài Gòn, mà trước kia là trước khi vô khoảng chừng 2-3 bữa là mình hiện cũng có nhà ở quận 7. Dạ rồi. Nhà quận 7 là mình ở với ai? À, ở quận 7 là mình thuê trọ ở một mình thôi à. Ừ, trọ quận 7. Rồi mình làm vào đây làm phụ quán là cụ thể là quán gì? Dạ quán nhậu và quán ốc à. Ừ. Dạ. Bây giờ là đi chuyển xuống đây là xuống Tân Bình này là làm chuyển xuống đây làm luôn. Ừ. Mới xuống là cứ một tuần à. Ừ. Ý là chị từ Hải Phòng vô Sài Gòn lâu chưa?
Trước kia thì từ 2003 tới 2009 thì có ở rồi. Và sau đó thì cũng gãy cánh một lần. Rồi đi lấy chồng ở bên Hàn đó. Lấy chồng bên Hàn thì rồi cũng mới ly hôn cách đây khoảng chừng 6-7 tháng nay à. Và bây giờ hiện tại mình đã về về Việt Nam ở hẳn mà hiện tại bây giờ là đang ở Sài Gòn, ở dưới đây nên phụ quán này là ở có chừng khoảng 2-3 tháng nay à. Vào Sài Gòn 2-3 Là tháng. chị đã từng có con gì chưa? Chưa có gia đình, chưa có con. Rồi vậy thì chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân lấy chồng Hàn của chị đi, là qua mai mối hay như thế nào? Sao mà ly Thì hôn? đúng rồi, qua qua mai mối đó, ngày đó là cũng theo ước nguyện của mẹ. Mẹ thì cũng bệnh nhá. Rồi chị cứ chia sẻ đi. Mẹ cũng có bệnh thì mẹ cũng qua mai mối thì cũng không, hai bên thì cũng gọi là qua mai mối thôi chứ không có thương yêu gì hết á. Mà qua bên đó thì cũng do một lần là như kiểu ngôn ngữ bất đồng. Nhưng mình thì cũng cố vì cuộc sống, về ba mẹ thôi. Thì về bên đó cũng không có hạnh phúc cho lắm. Tới hồi biết đường về, biết đường đi rồi á, thì bây giờ mình kiểu theo là không có hợp á. Thế mình bây giờ mình về đây luôn, là không có con cái gì hết á. Mà qua đó người ta không có yêu thương mình hả? Dạ không, mới đầu thì hứa hẹn đủ điều rồi, mà sau đó qua bên đó là nó không có thương yêu mình hết á. Mình cũng cố gắng để mình bươn chải cuộc sống, thì bây giờ không còn ai, không còn ba mẹ gì hết thì mình cũng tự bươn chải thôi, nhưng mà thấy cuộc sống nó quá khó khăn với mình. Nhưng mà ly hôn vậy là đã giấy tờ này kia đủ hết chưa? Nó như kiểu bên nhà trai đó là họ ly hôn bên như kiểu tự ly hôn thôi chứ không có giấy tờ gì hết á. Là qua đó là Thì chồng mình làm gì bên đó? qua bên đó là chồng mình làm bên làm bảo vệ trường học trường tiểu học á. Bất đồng ngôn ngữ mà chuyện vợ chồng mình có hòa hợp với nhau không? Mới đầu thì anh ấy cũng thương yêu nhưng mà không có hòa hợp. Với lại cái điểm đó cũng là cái điểm chính đó đúng không? Không hòa hợp á. Dạ đúng rồi. Rồi là tự tự ly hôn xong là tự mình về Việt Nam luôn. Dạ tự 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 mình về. Đi về thì mẹ có nói như thế nào không? À cái ngày về thì cũng cái thời gian mà chuẩn bị đi Hàn đó là mẹ mình mất mất xong cách đây cũng mười mấy năm, mà từ 2009 tới giờ. Trời ơi, lâu vậy luôn hả? Mà nhắc lại thấy Dạ. chị vẫn còn xúc động quá nè. Là tính ra là chị đi Hàn 2009 hả? 2009 tới 2022 mới về đây. Ủa gì chị ở bên Hàn cũng lâu dữ vậy hả? Cũng lâu mà, nhưng mà kiểu mình cũng chưa có Mười chính mấy thức năm. rồi. 13 năm. 13 năm 13, 12 mới mới năm. mới 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 về lại Việt Nam, tự Dạ túc đúng đi chi rồi. phí. Vậy thời gian ở bên Hàn là chị làm gì để có tiền? Bên đó mình cũng lắp ráp điện thoại rồi làm đủ công việc hết đấy. Thế là về Việt Nam Nhưng có mà được dư tiền không? thì cái công việc cuối của mình trước khi về là mình có làm phụ quán bên đó mình mới về. Rồi về có mang được số tiền nào về không? Mười mấy năm dành dụm được không? Mười mấy năm vậy chứ còn mình làm thời gian thì cũng không có bao nhiêu nên là cũng không có dư giả cho lắm. Cũng gọi là đủ ăn qua ngày thôi, tại ở vậy chứ cũng đâu có được đi làm đâu, ở nhà mà. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào? Một người biết yêu thương, chia sẻ công việc hàng ngày với cả đùm bọc lẫn nhau chứ đừng có chi ni quá, cũng sợ cái cuộc sống trước đây. Và lý do vì sao chị lại quyết định vào Sài Gòn mà không về quê của mình? Quyết định vậy là vì bây giờ ba mẹ thì không còn, giờ chỉ còn họ hàng thôi, bây giờ mình cũng phải tự bươn chải thôi chứ. Là nhà mình không còn anh chị em gì hết hả? Anh chị em bây giờ là chỉ còn đứa em sinh năm 96 ở cùng cha khác mẹ. Rồi, ok, chị còn yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu một nói về cái này thì chắc mình cũng hơi ngại chút xíu, nói về là mình có
không có biết nấu ăn cho lắm mà không không muốn làm dâu. Là bị sợ làm dâu bên hàng á hả hay sao? Từng làm dâu một lần đấy nên là mình có thể vẫn còn cái ác cảm á. Cái đó tùy người thôi. Nếu mà có người phù hợp thì mình cứ thử xem sao. Rồi ok, nhưng mà cái phần gọi là nếu mà mình được chọn đó, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với mình ha. Và có người phù hợp với chương trình sẽ thông báo sớm cho mình nha. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn chị ạ. Dạ em chào chương trình ạ. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi chị. Chị xin tự giới thiệu, chị là Đào Thị Duyên, sinh năm 70, quê quán ở Thanh Hóa, cụ thể là ở hiện tại là thị trấn Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa. Chị ở Thanh Hóa. Nghề nghiệp của chị là giáo viên tiểu học. Rồi, nếu mà ở Thanh Hóa vậy chị có vào thành phố Hồ Chí Minh ghi hình được không? Được. Rồi ok, bây giờ chị nói một xíu về những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha. Chị điểm mạnh của chị là tự tin, sống tình cảm và hay quan tâm đến mọi người trong gia đình, quan tâm đến mọi người, là một người phụ nữ của gia đình, thích sạch sẽ gọn gàng và sở thích là thể dục thể thao và thích đi du lịch. Đấy là cái điểm mạnh của chị. Điểm yếu của chị là hay quên, dễ tin người và đôi khi là thật thà, thẳng thắn quá thì cũng là vừa là ưu điểm nhưng cũng là vừa là nhược điểm. Đấy là cái chị giới thiệu với chị. Trước đây là chị đã từng lập gia đình chưa? Chị lập gia đình một lần từ năm 96, thì năm 95 chứ, được hơn một năm thì chị cũng có em bé nhưng sau nó bị hỏng, rồi bác sĩ làm hỏng đi rồi chữa mãi chẳng được. Thì chị ở vợ chồng ở với nhau được hơn 22 năm. Thì anh ấy muốn có tương lai thì chị mới chia tay. Đấy. Đấy. Là chị chưa có con gì luôn. Chưa có con thì bây giờ đến cái tuổi này thì chị cũng chia tay được hơn 6 năm rồi, nhưng mà bây giờ là ở một mình thấy nó cũng buồn buồn, mà để sau này mình về hưu đó là có một mình rồi là nghĩ là tuổi già nó cũng buồn nên là cũng muốn tìm một người bạn để mình tuổi già cho nó khỏi cô đơn. Trước đây chị cũng có nuôi cháu nhưng mà cháu bây giờ nó học đại học xong nó lấy vợ, nó lại cũng ở Hà Nội rồi, nó cũng không có ở nhà với mình. Đấy. Là trong 22 năm là cũng cố gắng để có con mà không có được hả chị? Đúng rồi, cũng cố gắng nhưng mà rồi lúc đó là rồi điều kiện kinh tế rồi đủ mọi vấn đề, khoa học nó cũng chưa hiện đại lắm đấy, em cũng chữa mãi mà không được. Đấy. Tới giờ là chồng chị đã có người khác chưa? Chồng thì khi mà vợ chồng đang ở với nhau thì đúng chung cũng ở rất hạnh phúc, nhưng mà sau thì nhà chồng đấy lại chả hiểu làm sao lại chị đi dạy ở nhà rồi lại trốn đi dẫn anh đi, là cái kiểu mang chầu cao đi lại cho một người khác, với một người khác, sau chị mới quyết định chị chia tay. Đấy. Thì anh đã lên sau một tháng là anh cưới vợ luôn. Ok, rồi bây giờ chị mong muốn tìm một cái hình mẫu như thế nào ha? Chị thì cũng muốn tìm một hình mẫu, một người bạn đời là tuổi đời hơn chị khoảng từ 2 đến 6 tuổi. Hình đấy, còn hình thức thì cũng ưa nhìn chút là được. Quê quán, vùng miền với công việc thì sao chị? Còn về quê quán thì ở đâu cũng được, chị không quan trọng, nhưng mà nếu mà được gần thì càng tốt. Đấy. Còn nghề nghiệp thì chị cũng muốn người có công việc ổn định, nghề nghiệp hoặc công việc ổn định mà cũng có nhà cửa ổn định. Nếu mà người làm việc nhà nước thì càng tốt. Đấy. Rồi chị có ví dụ lấy chồng, chị có theo chồng được không? Có, chị quan trọng là tình yêu đủ lớn, ở đâu chị cũng ở được. Vì chị có mình, chị đi đâu chị cũng ở được, mà chị rất dễ thích nghi, dễ hòa với mọi người, nên là sống ở bất kỳ đâu chị cũng sống được. Chị có thường vào Sài Gòn không? Chị thì chị hay đi du lịch, vừa rồi mới đi du lịch Phú Quốc, Cần Thơ về đấy. Còn Sài Gòn thì cũng đi du lịch thôi, chứ còn vì trong đó không có anh em, không có người trong đây, nhà trong đấy, nên là chị thích đi chơi, đi du lịch, cứ hè là chị hay đi. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha.
Còn nếu mà mình được chọn vào vòng 2 cũng như là có cái người phù hợp đó, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết ha. Chị cảm ơn chương trình. Dạ rồi, em chào cô chương trình thôi chị, cho nên là bọn em cũng xin phép là tụi em sẽ tắt cái cam cho cái đường truyền nó được tốt hơn á. Còn chị tham gia chương trình thì bên em sẽ có quay một cái đoạn clip phỏng vấn chị á, cho nên là khi mình chia sẻ thì mình nói chuyện tươi vui rồi chia sẻ chân thành giùm em nha. Dạ, với lại ngồi thẳng lưng lên. Rồi ok chị, bây giờ đầu tiên giới thiệu họ tên rồi công việc tuổi tác quê quán của mình giùm em nha chị. Chị là Dương Thị Ngọc Nguyệt, tuổi 47, quê ở Đà Nẵng. Công việc chị là gì ạ? Chị làm tự do. Làm tự do là chị cụ thể về cái công việc giùm em với ạ? Chị làm mấy mảng bất động sản cộng vé máy bay. Rồi hồi trước chị có làm nghề gì khác không? Cũng kinh doanh hết chuyên môn. Mình tự kinh rồi, doanh chị nói mà. Dạ rồi, chị nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của chị giùm em ạ. Điểm mạnh của mình là cá tính mạnh mẽ, thích mạnh mẽ. Thế em là thích đi du lịch, thích những cái hội họp hòa đồng với mọi người, giao lưu tất cả mọi người. Còn điểm yếu của mình thì hay có cái là rụt rè một cái kiểu là nó hơi mạnh mẽ mà thành ra là nó hơi làm cho có nhiều người họ cũng không có thích cái quá mạnh mẽ như vậy. Mình cảm thấy là như chị trước giờ mình đã kết hôn chưa? Kết hôn rồi, mình có 2 con rồi. Dạ, rồi chị nói về cái hôn nhân đó giùm em đi. Tại sao mình ly hôn ạ? Hồi đó mình là nhút nhát lắm. Khi mình ở nhà cứ lo đi làm, lo cho chồng con, lo gia đình, không biết uống cà phê. Cứ đi làm xong về nhà lo cho con cái đứa đó. Xong là chồng đi ra ngoài, gặp đi học, gặp nhiều bạn bè rồi bù bịch này kia, cái mình thích. Là ở được bao lâu chị, rồi hai đứa con chia tay thì ai nuôi? Hồi lúc đó là chị nuôi, con nhỏ là hai đứa chị nuôi hết. Bây giờ con bao nhiêu nó tuổi lớn rồi? Rồi con chị 21 rồi, đứa đầu 21, đứa nhỏ là 16. Chị ở với chị hết hả? Hiện tại thì nó đi về, ba nó đi về về thế đó. Ba nó ở gần đó hay sao chị? Cũng gần khác quận thôi. Rồi, chị bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào? Chị muốn tìm một người như thế nào chị? Chị muốn tìm một người cũng rất là có cái tình cảm, là chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Thì mình cũng lớn rồi, mình cũng muốn nó có một cái gia đình nó trọn vẹn tí, quan tâm và hiểu biết đấy, cũng là một người của xã hội. Rồi quê quán của người đó, rồi tuổi tác người đó thì như thế nào ạ? Chị không quan trọng là quê quán, chủ yếu là hợp với mình thôi, trong cái cung cách ăn nói hay là trong cuộc sống như vậy. Còn tuổi thì có thể tuổi tốt là được. Rồi điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Bài bạc, rượu chè,
Nói chung là có thể là mình mi ví dụ trong cái giao tiếp, trong cái quan hệ trong công việc thì có thể là mình tiếp khách hay là như thế nào đó thì có thể được, nhưng mà không có phải giống như uống rượu là uống uống mà để say đất nhà rồi về la vợ con này kia là mình không thích cái đó. Như vậy đó. Dạ rồi, mình đi theo chồng được không? Mình đang ở Đà Nẵng nè, thì cái khu vực được không chị? Được, mình có thể muốn mà hợp với nhau thì mình không có quan trọng là cái tỉnh thành nào cả, nhưng mà nếu là có duyên gặp và hợp tính tình, nhưng Dạ mà mình rồi. thích vào miền trong hơn là miền ngoài. Dạ rồi, ok chị. Rồi nếu được chọn thì bên chương trình em liên lạc lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn Rồi chương em cảm trình ơn. nha. Chị ạ, à, chị ơi, hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của mình á, mình cứ thoải mái chia sẻ thông tin với biên tập nha. Dạ em mời các chị biên tập phỏng vấn ạ. Dạ các chị ơi phỏng vấn giùm Xin chào chị Ngân giới thiệu đôi nét về bản thân mình chị nha. Hôm nay chỉ có cái buổi phỏng vấn này thì chị cũng có biên tập và sản xuất của chương trình thôi, nên là chị cứ chủ động chị chia sẻ nhé. À, chị à, em là Lê Thị Thanh Kiều, quê quán Cần Thơ, nghề nghiệp mua bán, muốn kiếm người cỡ từ bốn mấy đến năm mấy. Dạ rồi, chị Thanh Kiều sinh năm bao nhiêu ạ? Chị sinh 1979. 1979, chị đang buôn bán cái gì ở Cần Thơ ạ? Đúng rồi, Nhưng mà chị buôn bán về mặt hàng gì chị? chị mua bán mặt hàng bên nước giải khát với ăn uống. Dạ. Rồi, chị chia sẻ đôi nét về những cái điểm mạnh yếu của chị đi chị. À, điểm mạnh của chị là như vậy, điểm mạnh là như vậy, như chị thích đi làm mua bán, còn muốn chị thì chị cũng hơi buôn bán thì chị lanh lợi lắm, còn mà lên mạng hay là gặp bạn bè thì chị cũng hơi nhút nhát. Chị có năng khiếu gì không? Hát hò gì được không? Hát hò hay là nhảy? Bình thường thời gian rảnh thì có đi học nhảy, học hát gì không? Không em, tại vì chị giờ đó giờ sống về mua bán không à, sống mua bán mấy năm nay rồi thì không có giao thiệp mấy cái đó, Dạ. như đó giờ cũng như chị cũng ít có tiếp xúc qua lại á, rồi cũng dạng tiếp xúc với những mua bán không à, cho nên chị cũng không hơi nhát. Rồi, tình trường của chị thì sao chị ha? Hả? À, tình cảm chị hả? Chị cũng có một đời chồng chứ, và chị ở được mười mấy năm, chị có xui rồi, có cháu ngoại rồi, Có ngoài rồi. có cháu ngoại được 2 tháng mấy rồi. Rồi bây giờ chị chia sẻ về về cái cuộc hôn nhân trước đó của chị đi. Chị chồng bao lâu sao chị kể cho em nghe ha. Rồi. Chị có chồng lúc đó còn nhỏ, mới mười mấy tuổi à, có chồng rồi không có kết hôn. Rồi chị ở được cũng 20 năm á. Rồi sau này chị lo buôn bán á, gặp cái ông xã chị không có nhiều bé á. Rồi thôi thôi, nhưng mà hồi đó không có làm giấy kết hôn. Rồi những cái gì tài sản của ổng đứng tên á, rồi ổng lấy á, thì chị đi ra, chị chỉ dẫn con chị đi ra mình không. Ơi, rồi rồi là có vợ bé sao mà chị phát hiện? Cũng như chị lo cho buôn bán xong rồi người ta nói, người À. ta nói ảnh có vợ bé dẫn đi khách sạn gì vậy đó, rồi Ừ. chị cũng không tin nữa, rồi chị mới nói thôi về, chị cũng muốn nói thôi anh ơi nghèo quá rồi, giờ vợ chồng ráng lo làm, em lo làm mà thôi anh cái gì bỏ qua được đi, nhớ thể dứt khoát đi, đừng có dây dưa nữa, về ráng lo đùm bọc, tại vì chị cũng có đứa con mà hà nó Ừ. ổn rồi, chị do chị lo buôn bán. Rồi cái ảnh không chịu, ảnh nói thôi giờ cuộc sống của ảnh thích như vậy à, thôi giờ ảnh để chỗ buôn bán lại cho chị, và tài sản gì những gì của ảnh đứng tên là ảnh lấy hết, ảnh không cho chị cái gì hết. Ừ, trời ơi là Rồi một chị nuôi con từ đó tới giờ luôn. chị nuôi con chị năm nay là con chị 30 tuổi rồi, con À, gái con chị gái hả chị? cho nên là chị Trời ơi, rồi là một mình nuôi con, có khi nào vất vả không? Chồng có chăm nom phụ tiền nuôi con không chị? không em
Trời, tài sản mà chị tạo ra mà còn không cho chị lấy được cái gì hết trơn. Rồi một tay chị gánh vác con rồi đám cưới con chị, dễ chị nghèo lắm không có tiền, nhưng mà nó có được có cái là nó tốt. Rồi chị cho tiền, bỏ tiền ra làm đám cưới cho chú rể cho con chị luôn. Nhưng mà bây giờ đổ lại thì con rể chị nó rất là thương chị, cho nên chương trình này rể chị với con chị nó đăng ký cho chị. Chương trình này vậy là chắc tham gia là có hai vợ chồng con gái luôn á ha. Đúng rồi, tại vì rể chị lúc trước nó là thằng đi bỏ đứa gái cho chị mà. À vậy đó hả. Nó cũng cha mẹ nó cũng lục đục, rồi chị thấy vậy á, chị bỏ tiền ra, chị con chị lúc đầu nó không chịu, gái chị á. Nó không chịu, có nói thôi mẹ không có tương lai, mẹ nó trời chị mới phiên, chị nói bây giờ con nghỉ đi kệ nó nghèo nhưng mà nó tốt, nó không có ăn chơi. Còn con lựa những ăn chơi về sao bỏ con, mẹ con chịu không nổi bây giờ á, thôi để mình thương đó. Thì mẹ cho con tiền làm đám cưới hết hai bên luôn. Rồi bây giờ thì nó về nó là bán với chị, nó buồn, nó cũng lo lại cho chị. Trong cái hồi đó chị cực khổ như thì bây giờ chị cũng khỏe rồi, có dễ con gái bán, chị ít có bán. Chị nhà giữ cho ngoại thôi. Rồi ok, vậy thì là coi như là từ đó chị có quen người nào khác không? Có thể người nào khác không? Chị có quen một người, chị sống chung 3 năm mà nói chung là không biết không, 3 năm đó người ta gạt chị, người ta có hai con vợ luôn, người ta có hai đời vợ mà chị không biết. Tại vì chị dân thì chị lo cho buôn bán kiếm tiền thôi. Rồi khi người ta ở với một con vợ lớn, ở thêm một con vợ thứ hai vẫn song song luôn, hai người là mấy chục năm. Thì chị phát hiện ra là chị là người thứ ba. Cái chị mới nói thôi bây giờ sống gì đâu sống được cưng. Thì chị lúc đầu đó, người ta cũng dẫn vợ lớn ra cũng gặp mặt chị đầu đàng hoàng, rồi cái tự nhiên chị hy sinh cho vợ lớn thôi, chứ bây giờ thì bắt chị hy sinh người thứ ba nữa chị đâu có chịu. Chị mới nói thôi bây giờ tình trạng gì chị chia tay, chứ chị không ở thì người ta cũng kiếm chị nhiều lần, nhưng mà chị từ chối, thì con chị cấm luôn không cho qua lại nữa. Rồi được 6-7 tháng nay rồi không có liên lạc, chị chặn hết Facebook, chặn hết số rồi này kia, rồi chị không có qua lại nữa. Rồi bây giờ là chị mong muốn tìm một người như thế nào ha? Chị mong muốn kiếm sao mà cũng như sống với chị là sống thật, tại vì chị là dân bằng ăn, như là nghèo cũng được, không cần phải là giàu hay là này kia nọ, cũng sống thật rồi lo biết chăm sóc vợ con. Tại vì chị nói như chị có một bạn một con đùm bọc rồi đó, giờ chị không thể nào bỏ con chị được. Còn nếu bây giờ thì nếu mà bên kia không có điều kiện thì bên chị cũng có điều kiện nhân bán mà. Thì về đây tạo điều kiện ra buôn bán chị sống như là vợ chồng đùm bọc sau này vậy đó. Rồi tuổi tác vùng miền của người này thì sao? Tuổi tác thì tiền cưng tính tới cỡ chị, tại vì hôm nay chị cũng mới bốn mấy à, mà chị kiếm từ cỡ bốn mấy hoặc năm mấy đổ lại thôi. Là 50 tuổi đổ lại đúng không? Lớn tuổi hơn mình đó hả? Bằng 50 năm mấy cũng được. Rồi người ta là đang ở đâu hay bắt buộc là phải dưới Cần Thơ? Bây giờ chị thì bây giờ nếu mà ở đâu cũng được, thì bây giờ chị nói về tình cảm mà, nếu mà chân thành thì ở đâu là dầu xa mấy thì cũng được thôi, chứ đâu cần phải ở gần bên mình mà giả dấu thì cũng không trả được cái gì. Đúng rồi. Ok, được ha, có thể quen xa được, miễn sao phải tin tưởng ha. Còn bên này, chuyện làm ăn này kia kinh tế tốt thì mình cứ làm thôi. Đúng rồi, chứ đâu phải là tôi thấy ở gần bên đó mà người ta gạt chị 3-4 năm trời mà chị. Thì bởi vậy, mấy cô cứ đòi gần bên không. Rồi bây giờ chị Kiều có tài lẻ năng khiếu gì không, ca hát rồi được không? Chị không có biết chữ. Không biết chữ thôi nhưng mà biết hát không? Không. Chị phải tập luyện cái bài thơ bà chị lên giao lưu này kia các thứ với người ta cho vui nha. Rồi nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi đầu tiên thôi, để mình làm quen này kia với nhau. Còn nếu mà có cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho chị biết ha. Ok. Chị đã làm ở rể được bao nhiêu lâu rồi? Rể chị 4 năm rồi. À rể 4 năm rồi hả? Rể là có lanh lẹ hay là nhát? Lanh lại lắm, buôn bán hồi đó thì nó nhát, mà giờ ra tập ký rồi buôn bán chứ biết bán trước cổng bệnh viện mà. Rồi lanh lại. Rồi ok, cảm ơn chị Kiều. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo ha.
Rồi biết đâu có chương trình mẹ vợ con rể nữa thì mời rủ con rể tham gia được không chị Kiều? Dạ được. À, rủ con rể tham gia cho nó có kỷ niệm hai mẹ con ha. Rồi ok, chị Kiều nha. Có gì chị đợi thông tin nha. Dạ, đúng rồi. Dạ.